Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Mở đầu bản tin biển ngày hôm nay sẽ là tin bão gần Biển Đông. Vào hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 4, vị trí tâm bão mây sắc ở vào khoảng 13,9 độ vĩ Bắc, 131,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lưu Dông của Philippines khoảng 1.000 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng đi vào Biển Đông. Các tàu thuyền dự kiến đánh cá ngoài khơi Bắc và giữa Biển Đông trong cuối tuần này và đầu tuần sau cần lưu ý theo dõi các thông tin về cơn bão mây sắc. Hiện nay do cơn bão mê sắc vẫn còn rất xa nên chưa tác động đến Biển Đông. Chính vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, trên khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió hoạt động không mạnh, thời tiết ít mưa và tầm nhìn thoáng nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đối với các vùng biển ven bờ của nước ta đã nhiều ngày nay bao trùm toàn bộ khu vực, đó là vùng áp thấp ở phía Tây. Cùng với sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ về phía nước ta, nên hình thế thời tiết này đã gây ra gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, thì gió trên khu vực này vẫn duy trì cấp 6, cấp 7, thậm chí là có gió giật tới cấp 8, cấp 9 gây biển động mạnh, nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Còn đối với các vùng biển khác thì gió phổ biến là dưới cấp 5, trời không mưa, ngày nắng giáo nên nhìn chung không ảnh hưởng gì nhiều đến các hoạt động của tàu thuyền. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc vị Bắc Bộ, tiếp tục được nhận định là nơi có gió mạnh lên tới cấp 6, riêng ban đêm có lúc là cấp 7, thậm chí còn có gió giật lên tới cấp 8, cấp 9. Sóng biển vì thế khá cao, phổ biến từ 2,5 cho đến 3 mét, có lúc còn cao hơn. Do đó, các tàu thuyền khi hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Tương tự như vậy, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, đời gió Nam cũng hoạt động với cường độ mạnh khoảng cấp 6, giật cấp 7, có lúc cấp 8, cấp 9. Mặc dù thời tiết không mưa, tầm nhìn thoáng, tuy nhiên với gió mạnh sóng cao cùng tình trạng biển động mạnh sẽ là những điều kiện không an toàn cho các tàu thuyền hoạt động. Xuống tới vùng biển miền Trung, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, do có vị trí nằm xa hơn vùng áp thấp nên gió Đông Nam trên khu vực này cũng có cường độ yếu hơn đôi chút, phổ biến ở mức cấp 4 cấp 5, biển không động và sóng biển phổ biến khoảng từ 1 cho đến 2 m, trời ít mưa ban ngày có nắng nên ủng hộ cho các hoạt động hàng hải cũng như là cuộc sống sinh hoạt của bà con trên các huyện đảo dọc theo vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió sẽ có hướng đông nam đến nam với cường độ ở mức trung bình. Thời tiết tốt với đêm không mưa, ngày nắng nên nhìn chung sẽ vẫn an toàn cho các hoạt động đánh bắt gần bờ và cả xa bờ của bà con. Ngoài ra thì các hoạt động du lịch biển tại vùng ven bờ cũng có thể tiến hành khá thuận lợi. Do vậy mà người dân cũng như là du khách thập phương hoàn toàn có thể yên tâm khi đến với nơi này. Đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, khu vực này sẽ thịnh hành đới gió Đông đến Đông Nam với cường độ khá yếu chỉ khoảng cấp 3 cấp 4, sóng biển cao không quá 1m, trời ít mưa với trạng thái biển ổn định nên các hoạt động đánh bắt và khai thác của bà con ngư dân có thể diễn ra bình thường. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu, gió thổi nhẹ nên biển lặng sóng êm, mưa xảy ra không nhiều, ban ngày trời có nắng với tầm nhìn xa thông thoáng, rất ủng hộ cho những chuyến ra khơi của bà con và những chuyến tàu du lịch đến với đảo Phú Quốc trong những ngày cuối tuần này. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan duy trì trạng thái ổn định, tại đây thì trời hầu như không mưa nên tầm nhìn tốt, gió thổi yếu cùng những con sóng thấp nên nơi đây cũng thích hợp trong mọi hoạt động hàng hải quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Gió trên vùng biển này sẽ có hướng Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn trên 10 km, tình trạng biển bình thường, đồng thời thì sóng biển phổ biến khoảng từ 1 cho đến 2 mét nên không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc sẽ chịu tác động chủ yếu bởi trường gió Đông Nam đến Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4 nên không gây biển động. Sóng biển cao dưới 1 mét, thời tiết ổn định ít mưa, ngày nắng nên khá thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con. Dù đến khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Dự báo thì tình trạng biển tại đây tiếp tục ổn định, với gió đông đến đông nam thổi đều ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết ít mưa tầm nhìn tốt nên ủng hộ cho các hoạt động hàng hải cũng như là cuộc sống sinh hoạt của bà con trên các huyện đảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!